team thực hiện chuỗi podcast Làm cha mẹ tiến bộ Better Parenting xin gửi lời chào thân mến đến các bà mẹ. Nếu các bạn là phụ huynh đang có con dưới 12 tuổi, thì đây sẽ là chương trình podcast hữu ích dành cho các bạn. Như Jim Rohn, là một doanh nhân thành công và người truyền cảm hứng nổi tiếng thế giới, đã nói, động lực là những gì giúp bạn bắt đầu, thói quen là thứ giúp bạn tiếp tục. Do đó, mục tiêu của chuỗi podcast này cũng mong muốn đồng hành cùng cha mẹ, giúp xây dựng những thói quen hữu ích cho trẻ. Nội dung podcast hôm nay có nguồn từ website childmind.org của tác giả Ha Sheldon Dean Team. Chúng tôi đã dịch lại qua tiếng Việt để tiện cho mọi người theo dõi. Podcast số 14 hôm nay có chủ đề 4 điều giúp trẻ thiết lập thói quen dùng thiết bị điện tử lành mạnh. Trong nội dung podcast lần này, bạn sẽ được lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia về 4 điều quan trọng mà các cha mẹ cần lưu ý khi xây dựng thói quen sử dụng các thiết bị điện tử cho trẻ, sao cho hiệu quả và lành mạnh nhất có thể, bao gồm: điều đầu tiên, bắt đầu với việc quan tâm tới sức khỏe. Điều thứ hai, đặt giới hạn hợp lý thông qua 6 cách sau. Điều thứ ba, duy trì các quy tắc thông qua 4 mẹo sau. Điều thứ tư, hãy thoải mái với bản thân và con bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nhé. Thiết lập quy tắc về thời gian sử dụng thiết bị không phải lúc nào cũng dễ dàng. Làm sao để biết con đã dùng thiết bị quá nhiều? Và làm thế nào để trẻ sẵn lòng tuân theo những quy tắc đó? Không có câu trả lời tuyệt đối cho việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị, nhưng các chuyên gia có một số lời khuyên để giúp cha mẹ đặt ra những kỳ vọng hợp lý, hỗ trợ con cái, và quan trọng nhất là tạo ra không gian cho chính bản thân mình được thư giãn hơn. Hãy giúp con thiết lập những thói quen sử dụng thiết bị điện tử lành mạnh và tìm ra thời điểm thích hợp nhất để trao cho con chiếc điện thoại đầu tiên. Việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị của trẻ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với sự hỗ trợ đúng đắn, bạn có thể đặt ra những quy tắc hợp lý mà con sẵn lòng tuân theo. Chuỗi podcast Làm cha mẹ tiến bộ này sẽ là cẩm nang đồng hành cùng cha mẹ, cung cấp những lời khuyên thiết thực từ chuyên gia để giúp bạn quản lý thời gian sử dụng thiết bị của con, giảm bớt căng thẳng cho cả gia đình, và đặc biệt là tạo thêm không gian cho chính mình. Đừng để việc quản lý thiết bị trở thành gánh nặng, hãy đầu tư cho sự phát triển cân bằng của con bạn ngay hôm nay. Điều đầu tiên, bắt đầu với việc quan tâm tới sức khỏe. Khi nghĩ về vai trò của thời gian sử dụng thiết bị trong cuộc sống của con, nhiều phụ huynh thường chỉ đếm số giờ xem TV hay TikTok. Nhưng tiến sĩ David Anderson, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Viện Tâm trí Trẻ Em, khuyên rằng bạn nên xem xét sức khỏe tổng thể của con và cách con sử dụng thời gian trong ngày. Tiến sĩ Anderson gợi ý cha mẹ nên dùng ý tưởng danh sách kiểm tra phát triển để xem con có tham gia các hoạt động quan trọng cho sự phát triển lành mạnh hay không. Những hoạt động này có thể khác nhau tùy vào mỗi gia đình, nhưng ý tưởng chung là liệt kê những hoạt động mà con cần làm để cảm thấy vui vẻ và khỏe mạnh. Hãy tự hỏi, con tôi có ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh không? Con có tập thể dục mỗi ngày không? Con có dành thời gian chất lượng cho gia đình không? Con có giữ liên lạc với bạn bè không? Con có chú tâm vào việc học và hoàn thành bài tập không? Con có dành thời gian cho sở thích và các hoạt động ngoại khóa mà con yêu thích không? Nếu bạn có thể trả lời có cho hầu hết những câu hỏi này, thì việc con xem thêm và tập chương trình yêu thích cũng không phải là vấn đề lớn. Ngược lại, nếu con bạn dành toàn bộ thời gian một mình trong phòng, lướt mạng xã hội suốt ngày, đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm. Hoặc nếu con chơi game quá nhiều đến mức không còn thời gian tập thể dục hay ăn uống đúng cách, thì đó là lúc bạn cần can thiệp. Tiến sĩ Anderson nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ nằm ở thời gian sử dụng thiết bị, mà là những hoạt động khác đang bị bỏ lỡ do sử dụng thiết bị quá nhiều. Điều thứ hai, đặt giới hạn hợp lý thông qua 6 cách sau. Sau khi lập danh sách kiểm tra phát triển, bạn có thể nhận thấy cần đặt thêm giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị cho con hoặc nghiêm túc hơn với các giới hạn đã đặt ra. Tuy nhiên, các quy tắc không cần quá cứng nhắc để có hiệu quả. Dưới đây là một số cách giúp thiết lập ranh giới lành mạnh và giảm xung đột. 1. Bắt đầu bằng sự thấu hiểu, thời gian sử dụng thiết bị không theo khuôn khổ là một nguồn giải trí và thư giãn quan trọng với nhiều trẻ. Hãy cho con biết bạn hiểu nhu cầu này của chúng. Bạn có thể nói, mẹ bố hiểu con cần nghỉ ngơi và thư giãn. Hãy để con biết rằng một phần thời gian sử dụng thiết bị là để con làm những gì mình thích. 2. Dùng thời gian sử dụng thiết bị như phần thưởng. Bạn có thể dùng thêm thời gian sử dụng thiết bị làm động lực cho con khi con có hành vi tốt. Hãy rõ ràng với con về những gì con cần làm để kiếm thêm thời gian đó. Ví dụ, nếu con chuẩn bị đi ngủ mà không phàn nàn, con có thể được thêm 10 phút vào ngày hôm sau. Bạn và con có thể cùng viết ra những mục tiêu này và đặt ở nơi dễ thấy để nhắc nhở. 3. Đề xuất các hoạt động thay thế.
Tiến sĩ Stephanie Lee khuyên rằng khi cấm trẻ làm gì, ta cần gợi ý những hoạt động thay thế. Hãy cùng con tạo một thực đơn hoạt động với những hoạt động không cần đến màn hình như vẽ, đọc sách hoặc chơi với thú cưng. Khi con cảm thấy chán, chúng sẽ có ngay những lựa chọn thú vị để làm. 4. Giữ một lịch trình cụ thể. Bạn có thể quy định rõ thời gian trong ngày hoặc tuần mà con được phép sử dụng thiết bị. Ví dụ, 30 phút trước bữa tối có thể là thời gian sử dụng thiết bị. Lịch trình rõ ràng giúp con biết điều gì cần mong đợi và giảm yêu cầu sử dụng thiết bị vào những thời điểm khác. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn có thời gian làm việc của mình khi con đang bận. 5. Làm gương trong việc sử dụng thiết bị. Nếu bạn cũng để thiết bị sang một bên vào những khung giờ nhất định, con sẽ có xu hướng làm theo mà không cần tranh cãi. Thêm vào đó, nghỉ ngơi khỏi công nghệ cũng giúp bạn giảm thời gian tiếp xúc với truyền thông và có những khoảnh khắc bên con. 6. Tăng cường kết nối. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị không sử dụng thiết bị cho trẻ dưới 2 tuổi, ngoại trừ việc gọi video với người thân. Các cuộc gọi này không chỉ giúp duy trì kết nối mà còn là cách để con cảm thấy gần gũi với gia đình, đặc biệt là khi còn nhỏ. Đây cũng là lúc bạn có thể thư giãn hoặc hoàn thành công việc, mang lại lợi ích cho cả gia đình. Hãy trở thành người đồng hành đáng tin cậy của con trong việc xây dựng những thói quen lành mạnh với thiết bị điện tử và cùng con khám phá những hoạt động phát triển sở thích, sở trường của bản thân. Đặt ra những ranh giới hợp lý không chỉ giúp con giảm bớt thời gian trước màn hình mà còn khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động có giá trị cho sự phát triển toàn diện. Chuỗi podcast Làm Cha Mẹ Tiến Bộ này mang đến cho cha mẹ những lời khuyên sâu sắc và thiết thực từ các chuyên gia, giúp bạn dễ dàng đặt ra các giới hạn hiệu quả, giảm thiểu xung đột trong gia đình và đặc biệt là hỗ trợ con tạo ra các hoạt động thú vị bổ ích thay thế cho thời gian sử dụng thiết bị. Việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử không phải là cấm đoán tuyệt đối, mà là tìm ra sự cân bằng và những giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của con. Với chuỗi podcast Làm Cha Mẹ Tiến Bộ này, bạn sẽ có trong tay những công cụ để không chỉ thiết lập các quy tắc hợp lý mà còn biết cách linh hoạt trong việc áp dụng chúng, tạo ra một môi trường gia đình tích cực, nơi con có thể phát triển những kỹ năng xã hội, thể chất và trí tuệ. Hãy tạo cho con bạn cơ hội khám phá bản thân, đầu tư vào những sở thích và kỹ năng mới mà không cần phải từ bỏ những khoảnh khắc giải trí trên màn hình. Đừng để những lo lắng về thời gian sử dụng thiết bị làm cản trở sự phát triển của con. Hãy đầu tư vào kiến thức và phương pháp từ chuỗi podcast này để dẫn dắt con bạn đi trên con đường phát triển toàn diện và lành mạnh. Điều thứ 3, duy trì các quy tắc thông qua 4 mẹo sau. Khi bạn thiết lập một hệ thống mới, có thể con bạn sẽ phản ứng lại. Tiến sĩ Anderson cho biết, có thể chúng sẽ khó chịu trong vài ngày đầu. Chúng sẽ hỏi bạn hàng ngàn lần, thậm chí tức giận. Đây là hiện tượng bùng nổ tuyệt chủng. Trẻ em kiểm tra xem ranh giới mới có vững chắc hay không. Nếu bạn kiên trì với kế hoạch và chịu đựng sự cáu kỉnh của con trong vài ngày, sự phản kháng sẽ dần biến mất khi con quen với thói quen mới. Cố gắng không tạo ngoại lệ cho các quy tắc trong một hoặc hai tuần đầu tiên sau khi bạn đã thiết lập chúng. Dưới đây là một số mẹo khác để thiết lập quy tắc mới. 1. Đừng tranh luận. Khi nói về thời gian sử dụng thiết bị, những lý lẽ hợp lý có thể không quan trọng với trẻ. Tiến sĩ Anderson nói, thực tế là cha mẹ muốn đặt giới hạn, và trẻ em thì không thấy lý do tại sao những giới hạn đó cần thiết. Vì vậy, đừng sa đà vào tranh luận với con về các quy tắc. Khi đã đặt ra, quy tắc không cần phải thảo luận thêm. 2. Bỏ qua những lời khơi gợi cảm xúc. Trẻ thường dùng những lập luận khiến cha mẹ chạnh lòng, kiểu như tất cả bạn bè con đều được chơi game thoải mái. Bố mẹ muốn con bị bỏ rơi sao? Hãy nhớ rằng, các quy tắc của bạn không làm hại con và chúng sẽ ngừng tranh cãi khi thấy bạn không nhượng bộ. 3. Chọn thời điểm thích hợp. Thay đổi quy tắc vào thời điểm có sự thay đổi khác có thể giúp trẻ dễ chấp nhận hơn. Ví dụ, thử thiết lập quy tắc mới vào tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ học, thay vì một ngày giữa tuần bận rộn. 4. Thu thập dữ liệu và đánh giá lại. Để trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên chấp nhận quy tắc mới, bạn có thể thỏa hiệp dựa trên mong muốn của chúng, với sự thống nhất rằng bạn sẽ thử nghiệm trước. Ví dụ, con bạn có thể nói rằng sử dụng thiết bị sau một giờ nhất định không ảnh hưởng đến giấc ngủ, hoặc giúp chúng học bài tốt hơn qua FaceTime với bạn bè. Bạn có thể thử theo cách của con và theo dõi kết quả trong vài tuần. Con có thức dậy đúng giờ vào buổi sáng không? Bài tập về nhà có hoàn thành hết không? Quan sát kết quả, rồi điều chỉnh lại khi cần thiết. Tiến sĩ Anderson nói, nếu chúng chứng minh được rằng những mục tiêu về sức khỏe vẫn được duy trì, ngay cả khi sử dụng thiết bị, thì điều đó là rất tốt. Điều thứ 4, hãy thoải mái với bản thân và con bạn. Không cần tuân thủ các quy tắc một cách cứng nhắc chỉ vì muốn hoàn hảo, đôi khi linh hoạt một chút lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu việc nới lỏng quy tắc sử dụng thiết bị cho con giúp bạn có thời gian làm việc, tập thể dục hoặc dành chút thời gian cho bản thân, thì đó có thể là quyết định phù hợp nhất lúc này.
Tiến sĩ Anderson đưa ra ví dụ về việc bạn muốn giới hạn thời gian xem TV của con, nhưng nếu cho con xem thêm một tập nữa, bạn sẽ có thời gian tập luyện. Nếu bạn cấm con xem thêm và con cáu kỉnh, có thể bạn cũng sẽ mất luôn thời gian tập luyện. Trong trường hợp đó, ông nói, bạn có thể thoải mái về mặt tinh thần hơn khi cho con thêm thời gian sử dụng thiết bị, chăm sóc bản thân và sau đó kết nối lại với con. Hãy cân nhắc đến nhu cầu và mức độ căng thẳng của mọi người, đặc biệt là của chính bạn, để đặt ra những giới hạn thực tế phù hợp với tình huống. Cuộc sống bận rộn khiến nhiều cha mẹ phải gánh vác công việc không chỉ ở công ty mà cả ở nhà. Khi mệt mỏi cộng dồn với áp lực dạy dỗ con cái, cha mẹ dễ rơi vào tình trạng kiệt sức. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi thường dễ quên, lười học và khó kiểm soát việc sử dụng điện thoại, tạo thêm nhiều thách thức cho cha mẹ. Thay vì chỉ đi theo để xử lý hậu quả, cha mẹ cần giúp con hình thành thói quen tích cực từ sớm, tạo nên nền tảng thành công trong tương lai. Xin chia sẻ với các cha mẹ chuỗi podcast làm cha mẹ tiến bộ này giúp cha mẹ vượt qua những khó khăn trong quá trình cùng con trưởng thành. Qua từng tập, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tâm lý của con trẻ, cách giao tiếp hiệu quả để con nghe lời mà không cần phải la mắng. Kèm theo đó là những bí quyết để giúp cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình xây dựng sự tự tin, chủ động, tư duy linh hoạt. Team làm cha mẹ tiến bộ Better Parenting xin trân trọng gửi lời tri ân đến các tác giả, cá nhân, tổ chức và các đồng nghiệp trên khắp thế giới đã chia sẻ những tư duy, kiến thức tiến bộ nhằm mang đến cho cha mẹ những cách tiếp cận và tư duy mới trong hành trình hướng dẫn và đồng hành cùng con trưởng thành. Chúng tôi sưu tầm có chọn lọc các bài viết này bằng tiếng Anh, được chia sẻ cho cộng đồng từ các trang web uy tín trên thế giới và dịch sang tiếng Việt làm thành file ghi âm để các bậc phụ huynh có thể nghe, tham khảo và học hỏi. Từ nhiều quan điểm và góc nhìn đa dạng, có thể giúp phụ huynh tìm thấy những tư duy và quan điểm cởi mở sáng tạo mà có thể linh hoạt áp dụng nếu thấy phù hợp với văn hóa của gia đình mình. Toàn bộ nguồn nội dung và tên các tác giả chúng tôi đã ghi cụ thể nhằm tri ân những chia sẻ hữu ích cho cộng đồng của họ. Nhờ vậy, cha mẹ có thể tìm đọc các nguồn nguyên bản bằng tiếng Anh. Hy vọng loạt podcast này sẽ giúp các bậc phụ huynh đồng hành trọn vẹn hơn cùng trẻ và giúp các bạn nhỏ xây dựng những thói quen hữu ích ngay từ khi còn nhỏ. Phải chăng đó cũng chính là hành trang tuyệt vời nhất mà người làm cha mẹ có thể tặng cho con cái của mình, giúp con trưởng thành, thành công và hạnh phúc theo cách mà con mong muốn. Để lan tỏa những tư duy, kiến thức hữu ích này bằng những sự ủng hộ, like, share và những góp ý chân thành vào phần comment của các cha mẹ sẽ góp phần để xây dựng nên một cộng đồng làm cha mẹ tiến bộ. Với những lượt like, share và góp ý này thông qua YouTube và Facebook sẽ góp phần lan tỏa những chia sẻ, tư duy bổ ích đến những cha mẹ khác. Khi đó thế hệ con em chúng ta sẽ có nhiều em bé hạnh phúc và người lớn thành công hơn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn, team làm cha mẹ tiến bộ, Better Parenting.